chợ hàng Tết tăng, cầu Rạch Miễu kẹt xe sáng đêm các ngày trong tuần. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu 10.000 m2 kho bãi, hàng ngàn xe tăng vật dãi nắng dầm mưa. Cúc mâm xôi đa sắc bán Tết được nhiều thương lái săn lùng. Bắt đối tượng chuyên kết bạn với phụ nữ đơn thân để lừa đảo. Câu chuyện độc đáo hôm nay, sáng kiến của thầy, trò hưởng lợi. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trân Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Di tích Sài Gòn hay về Nghi Thủy sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, khoảng 10 ngày gần đây, cầu Rạch Miễu liên tục kẹt xe kể cả ngày đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần và kẹt trong tất cả các khung giờ. Do cầu Rạch Miễu chỉ có một làn xe ô tô ở mỗi hướng nên bắt buộc dòng xe phải chạy chậm chạp phía sau. Nếu phía trước có một chiếc xe bò lên dốc, đối với nhiều tài xế lái xe tải nặng và xe đầu kéo container, độ dốc 4,5% tại cầu Rạch Miễu là nỗi ám ảnh của họ. Do độ dốc lớn, làn đường hẹp nên hầu hết các xe tải nặng đều phải đi với tốc độ rất chậm mỗi khi qua cầu này. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên nhân từ nhiều năm nay dẫn đến tình trạng kẹt xe vào các ngày lễ cuối tuần tại khu vực cầu Rạch Miễu. Còn những ngày gần đây, cây cầu này liên tục kẹt xe tại các khung giờ trong ngày. Lý giải điều này, một cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu tỉnh Bến Tre cho biết, khoảng 10 ngày trở lại đây, do lượng xe ba trục chở hàng hóa phục vụ thị trường Tết chạy qua cầu tăng cao nên thường xuyên xảy ra kẹt xe. Đặc điểm của những xe này là phải chạy chậm khi qua cầu, do đó kéo theo hàng loạt xe xếp hàng theo sau. Cầu Rạch Miễu hiện phải gánh khoảng 18.000 lượt xe 4 bánh qua lại mỗi ngày, riêng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ hơn 20.000 lượt. Trong khi đó, thiết kế cầu chỉ cho 6.000 lượt xe qua lại mỗi ngày. Thưa quý vị, mới đây, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bãi xe tang vật ở Thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, còn thiếu hơn 10.000 m2 kho bãi để đáp ứng tạm giữ xe vi phạm hành chính. Theo ghi nhận tại bãi tạm giữ xe vi phạm tang vật của Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, có hàng ngàn xe máy ba gác được dựng san sát nhau, chật kín bích lối đi. Bãi xe này không có mái che, nắng chiếu trực tiếp xuống xe để trong bãi, mùa mưa các xe cũng hứng trọn. Bãi xe trên từng xảy ra hỏa hoạn vào năm 2021, thiêu rụi hàng chục xe tang vật. Tương tự, bãi tạm giữ xe của Công an quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, hàng ngàn xe cũng được dựng dày đặc phơi nắng phơi mưa, chỉ còn trừ một lối đi nhỏ khoảng 1 mét ở giữa để đẩy xe ra vào. Các xe được dựng kín mít, có chỗ xếp chồng lên nhau. Nhiều bãi xe tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình cảnh tương tự. Theo thống kê năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý 651.585 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó hơn 128.000 xe bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 20%. Theo thống kê riêng của phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay còn thiếu khoảng hơn 10.000 m2 kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính. Thưa quý vị, sau khi được trưng bày tại Festival Hoa Kiển Sa Đéc, những chậu cúc mâm xôi đa sắc tiếp tục được giới yêu hoa và thương lái săn lùng tìm mua bởi sự quyến rũ và sắc màu đa dạng của giống hoa này. Những ngày qua, các vườn trồng cúc mâm xôi đa sắc phục vụ thị trường Tết ở làng hoa Sa Đéc đều được thương lái đặt mua gần hết, mặc dù các chậu hoa chỉ vừa mới lên nụ khiến người trồng rất phấn khởi. Nông dân Trần Văn Úc Hùng ngụ xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc là một trong số nhà vườn trồng giống cúc mâm xôi đa sắc cho biết năm nay ông trồng tổng số hơn 10.000 giỏ hoa bán Tết, trong đó có 600 cây cúc mâm xôi đa sắc với hai màu tím và đỏ. Cách đây gần một tháng khi cây vừa ra nụ thì thương lái đã đến đặt mua hết từ trước. Do trồng trong chậu nhỏ nên ông bán tại vườn với giá 140.000 đồng một cặp. Ông Hùng cho biết giống cúc mâm xôi đa sắc này có ưu điểm hơn giống cúc mâm xôi truyền thống là có đến gần 10 màu. Cây trồng chỉ khoảng hơn 3 tháng là có thể bán. Do mới lạ và lần đầu tiên xuất hiện nên rất nhiều người tìm mua. Hiện tùy vào kích cỡ chậu và số lượng hoa trong chậu mà giá bán dao động từ 140.000 đồng đến 400.000 đồng một cặp. Trước đó, do được đặt hàng từ trước phục vụ Festival Hoa Kiển Sa Đéc nên cả làng hoa Sa Đéc chỉ có khoảng 3.000 giỏ cúc mâm xôi đa sắc được xử lý ra hoa sớm. Những giỏ cúc mâm xôi đầy màu sắc lần đầu tiên xuất hiện đã trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý với nhiều người. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không còn hoa để mua. Tiếp tục chương trình là thông tin, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ để xử lý một chủ kho mua hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên mạng về bán kiếm lời dịp Tết. Trước đó, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, do Nguyễn Văn Hoàng, 26 tuổi, làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 thùng xốp chứa sản phẩm động vật đông lạnh đang bốc mùi với tổng khối lượng hơn 1 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Hoàng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên và khai nhận thu mua hàng hóa qua mạng của người không quen biết tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương về tập kết tại kho để bán kiếm lời vào dịp Tết sắp tới. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Quế, 40 tuổi, trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an thành phố Vinh tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại về việc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Vinh bắt giữ đối tượng gây ra các vụ lừa đảo trên là Trương Văn Quế. Quế là đối tượng từng có 6 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên Quế nảy sinh ý định lừa đảo. Quế tạo các nick ảo trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, rồi tìm kiếm các hội nhóm phụ nữ đơn thân đã ly hôn trên mạng xã hội để kết bạn và làm quen. Khi bị hại tin tưởng, Quế liền vay tiền với lý do thanh toán phí chuyển tiền để nhận ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam. Sau khi bị hại chuyển tiền thì Quế liền chặn liên lạc và bỏ trốn. Với thủ đoạn đó, Quế đã lừa rất nhiều phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát hiện một giáo viên dạy lái vi phạm nồng độ cồn. Giáo viên này đã bị Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử lý. Vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 1, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ công tác thuộc trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa đã dừng kiểm soát phương tiện là ô tô. Qua kiểm tra hành chính và người điều khiển phương tiện nêu trên là anh Hà Trọng Thành, 42 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, giáo viên dạy lái xe trường trung cấp nghề Hưng Đô vi phạm nồng độ cồn. Kiểm tra bằng phương tiện chuyên dụng cho kết quả giáo viên này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,174 mg trên lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong phương tiện theo quy định. Được biết, thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với thầy giáo Hà Trọng Thành, trên xe tập lái chở theo 3 học viên đang học lái xe. Thưa quý vị, thầy Võ Châu Thanh, giáo viên dạy tin học, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy xuyên suốt các năm học, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Để tìm hiểu rõ hơn về cách giảng dạy của thầy Thanh, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây quý vị nhé. Ghi nhận tại tiết tin học của thầy Võ Châu Thanh tại trường tiểu học Trương Vương, các em tham gia bài học sôi nổi hơn nhờ vào ứng dụng phần mềm soạn giảng, công cụ trực tuyến. Các em học sinh hứng thú nghe giảng trực quan, có lồng ghép trò chơi trực tuyến. Ngoài ra, các em vừa thao tác trực tiếp trên máy tính, vừa rèn luyện kiến thức và sự nhanh nhạy thông qua những mini game. Học sinh tham gia trò chơi tốt được cộng điểm học tập. Hàng năm thì tôi đều tham gia cái sáng kiến để mang lại cái chất lượng học tập cho học sinh cũng như là trong nhà trường. Thì tính từ năm học 2019-2020 đến nay tôi đều tham gia sáng kiến đầy đủ các năm, và đặc biệt tôi rất là tâm đắc cái sáng kiến đó là ứng dụng cái phần mềm soạn giảng, các công cụ trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy học, giúp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh trong trường tiểu học. Cái sáng kiến này ngoài áp dụng trong cái thời điểm dịch Covid là tôi dạy trực tuyến cho các em học sinh, và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì tôi nghiên cứu và vận dụng một cách mở rộng hơn để dạy cho các em trên lớp, để giúp cho các em hứng thú nhiều hơn trong cái việc học tập trên lớp, và đặc biệt là giúp cho các em thành thạo trong việc sử dụng máy tính Từ đó mà cái chất lượng học tập của các em ngày một được nâng lên. Tính tới thời điểm hiện nay tôi có khoảng 5 sáng kiến đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng học tập của học sinh và cũng như trong nhà trường. Với giải pháp ứng dụng phần mềm soạn giảng, công cụ trực tuyến giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian và công sức chấm bài, hệ thống phản hồi kết quả qua email cho giáo viên để tổng hợp, phát hiện ra những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thứ nhất là năm học 23-24 thì nhà trường chú trọng là chuyển đổi số. Thứ nhất là về hồ sơ điện tử của giáo viên, phiếu liên lạc điện tử của học sinh, về học bạ điện tử, tuyển sinh lớp 1 đầu năm học 23-24. Thầy Võ Châu Thanh thì rất là nhiệt tình trong công tác, luôn giúp đỡ cái đồng nghiệp về môn tin học, tất cả các phần mềm hay là về cái sáng kiến thì mang lại cái lợi ích cho học sinh học trực tuyến trong mùa dịch hay là học trực tiếp tại đơn vị cho đến nay. Những sáng kiến tiêu biểu của thầy Thanh gồm một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 sử dụng phần mềm Pan, vẽ hình, ứng dụng trang web widgets.com vào dạy học trắc nghiệm môn tin học lớp 4, ứng dụng một số phần mềm trực tuyến để đổi mới phương pháp dạy học môn tin học cho học sinh lớp 5, giải pháp ứng dụng phần mềm soạn giảng, công cụ trực tuyến giúp nâng cao chất lượng dạy và học môn tin học cho học sinh lớp 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvo@tuoitře.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.